sẽ rằng một. Thì theo như quan điểm của những người tín ngưỡng thì họ nói rằng xương rồng này có tác dụng xua đuổi tà ma. Ở đây là một cành xương rồng được treo ngay bình chữa cháy trong chung cư. Chung cư cao tầng nhưng mà người ta vẫn không từ bỏ những cái thói quen tín ngưỡng từ xưa như thế, bởi vì người ta tin rằng những cành xương rồng khi treo gần phòng hay là trước cửa nhà thì nó có tác dụng xua đuổi tà ma và đem lại may mắn, trừ đi những điểm xấu.